bắt giữ nhóm người tín dụng đen tạt sơn vào nhà người vay tiền. Ngày 16 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Thiên Thạch, 30 tuổi, quê Hà Nội, hiện ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, và Tống Minh Hải, 27 tuổi, quê Hà Nội, hiện ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Diễn biến sự việc như thế nào mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé. Tối 16 tháng 8, đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Thiên Thạch, 30 tuổi và Tống Minh Hải, 27 tuổi, cùng ngụ thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo điều tra, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7, bà NTV, ngụ quận 7, phát hiện cửa cuốn trước nhà và một phần gạch ốp xung quanh bị tạt sơn đỏ, dưới nền gạch ở sân có một hộp sơn màu đỏ nên đã đến công an trình báo. Bà vợ trình bày có vay tiền ngoài xã hội của nhiều chủ nợ không rõ lai lịch, mỗi người vài chục triệu đồng nhưng chưa trả. Bà cho rằng sự việc trên do chủ nợ gây ra. Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7 đã khẩn trương truy xét, xác định và đưa 5 người nghi vấn, trong đó Thạch và Hải, về trụ sở làm rõ. Bước đầu những người này khai, khoảng tháng 3 năm 2022, Thạch thuê nhà trên đường số 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để tổ chức hoạt động cho vay cùng các thành viên trong nhóm gồm Thạch, Hải và 3 người khác. Tùy theo công việc của từng người, mỗi tháng Thạch và Hải phân công nhiệm vụ và trả lương cho mỗi người trong nhóm từ 5 đến 7 triệu đồng. Thạch bỏ vốn cho vay và quản lý, phân công nhiệm vụ cho những người còn lại đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội. Khi tìm được khách có nhu cầu vay thì Thạch phân công người đi kiểm tra căn cước công dân, địa chỉ nơi ở thực tế của người vay. Hồ sơ thẩm định cho vay gồm căn cước công dân và địa chỉ nơi ở thực tế, nếu đảm bảo thì sẽ giải ngân cho vay. Lãi suất cho vay từ 10 đến 20% một tháng, tùy vào điều kiện của người vay mà Thạch sẽ lấy lãi suất cao hay thấp. Khi giải ngân tiền cho khách vay, nhóm của Thạch sẽ yêu cầu khách viết giấy nợ bằng tay hoặc mẫu giấy nợ do nhóm của Thạch chuẩn bị sẵn. Tiền lãi thì từng khách sẽ đóng qua tài khoản ngân hàng. Khi khách không trả nợ đúng hạn thì nhóm của Thạch sẽ đến nhà các con nợ để đòi tiền. Trường hợp gặp khách bỏ trốn hoặc trì hoãn việc trả tiền thì nhóm của Thạch sẽ liên hệ người thân các con nợ để chửi bới, viết giấy hăm dọa, khóa cửa nhà, tạt sơn vào nhà các con nợ, gây áp lực để đòi nợ hoặc người thân của người vay trả giùm. Nhóm của Thạch đã cho khoảng 100 người vay từ 5 đến 100 triệu đồng một người. Hiện công an quận 7 đang tiếp tục xác minh những người vay tiền của nhóm Thạch để làm rõ và xử lý nhóm này hành vi cho vay lãi nặng. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.